Một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng xuân về dâng lên, nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thạo hiu tròn niềm. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng xuân về dâng lên, nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sông có nguồn, cây có cội,
tội. Con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiu tròn niên. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Sống có nguồn cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Trọng kính quý cụ, kính thưa quý ông quý bà, quý khách, ông bà thông niên gia, quý vị gần xa, con cháu người ngoài. Cách đây 3 năm, cụ Maria được Chúa gọi về đời sau. Hôm nay đã là ngày mãn tang, các con cháu chắc tổ chức ngày lễ giỗ mãn tang cho cụ Maria. Bây giờ này đã được chào đón tất cả quý cụ ông bà, các quý vị hiện diện về tới đạp mãn tang. Xin trân trọng kính mời chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện cho cụ Maria. Xin trân trọng kính mời. Thiên danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn
Vâng, lạy cha, vì ý cha muốn như vậy. Mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra cha, và cũng không ai biết cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ, bổ sức cho người, cho ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát, và được hưởng hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin đón nhận linh hồn Maria vào nước hằng sông muôn đời. Lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Maria. Xin cho linh hồn Maria được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Lạy Chúa, Chúa đã phán phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Maria nay đã về với Chúa. Xin cho linh hồn Maria được hương phong thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đói nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phục sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được đón nhận vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, với Chúa hằng có lòng lành. Cùng về lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ lầm dân được Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho miên. Vì người lâm nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội nỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục và được mỹ yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trông cậy Đức Thánh Đức Mẹ Chúa trời, xin chớ che bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con đâu khỏi mọi sự nữa. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tính Đức Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Lạy Ông Thánh Giuse là bàn thanh sạch
Đức Bà Maria trọn đời đồng chí. Cầu cho chúng con. Lấy các thánh từ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Tuôn đến chưa toàn như hương quy quyền. Xin kính mời quý cụ ông bà quý vị an tọa. Và tới đây xin trân trọng kính mời con trưởng của cụ và cháu Đinh Tông sẽ đi trước. Chúng ta sẽ lần lượt dâng hương trước di ảnh của cụ. Xin trân trọng kính mời.
thời gian, cho nên là tất cả chúng ta sẽ khẩn trương cho. Tới đây xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đồng tăng quyến sẽ có lời cảm ơn tất cả quý cụ ông bà và quý vị hiện diện. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý cụ, thưa quý ông, quý bà, các vị đại biểu khách quý, quý vị đại diện họ Lê Tập, quý chức hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, giáo giáp, các quý khách xa gần, quý ông bà thân niên gia họ hàng lối xóm gần xa. Cách đây 3 năm, gia đình chúng tôi có người thân yêu là cụ Maria đã được Chúa gọi về yên nghỉ đời sau. Với tâm tình đó đã được sự hiện diện của quý vị trở về tham gia thăm hỏi, kính viếng, dâng lời cầu nguyện và tiễn đưa người thân chúng tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương xứ sở nói riêng, hôm nay là 3 năm ngày từ phục mãn tang để giữ trọn đạo hiếu của con cháu. Đã được sự hiện diện của quý vị trở về đây dâng lời cầu nguyện và chia sẻ cùng với tăng quyến chúng tôi xin được thay lời cho anh chị em các cháu chắc cùng toàn thể gia đình xin được cảm tạ và tri ân quý vị. Giờ đây gia đình chúng tôi cũng sửa soạn một bữa cơm thân mật để ly rượu để chào đón sự hiện diện của quý vị. Một lần nữa thay lời cho gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn. Qua lời phát biểu của một vị đại diện cho các gia đình, lời cảm ơn tất cả quý cụ ông bà và các quý vị hiện diện. Và giờ đây xin trân trọng kính mời tất cả quý cụ ông bà và các quý vị hiện diện, chúng ta sẽ dùng chén rượu cùng với gia đình chúng tôi. Xin trân trọng bắt đầu, chúng ta đã bắt đầu. Thank you.
Chúa.